Có thể bạn chưa biết về châu chấu Phi. Châu chấu Phi hay còn gọi là châu đen châu Phi là loại động vật có vú họ bò có nguồn gốc từ châu Phi. Châu thường được tìm thấy ở thảo nguyên ở các quốc gia trên khắp châu Phi cận Sahara, nhưng được giam giữ trong các khu bảo tồn. Là động vật ăn cỏ có kích thước lớn. Con cái trưởng thành đạt chiều cao 1.6 mét và cân nặng khoảng 500-600 kg. Con đực thì lớn hơn khoảng 1,8 mét và cân nặng 900 kg. Con trâu trưởng thành rất khỏe, khiến cả bầy sư tử có thể đi ngang qua đường đi của nó cũng phải nể phục. Hiện tại, ước tính có khoảng 900.000 con sống sót phần lớn ở thảo nguyên Đông Phi. Những lý do khiến quần thể trâu châu Phi giảm là do săn bắn ăn thịt, sử dụng môi trường sống của chúng làm ruộng, hạn hán và sự xâm nhập của sâu bệnh vào lục địa châu Phi.